Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ qua đời sau 9 tháng mắc bệnh quái ác, khiến ai cũng bàng hoàng. Nghệ sĩ Thanh Điền, chồng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, chia sẻ với chúng tôi. Bà qua đời lúc 13:50 ngày 23 tháng 12, hưởng thọ 66 tuổi. Bà được phát hiện mắc bệnh ung thư cách đây 9 tháng, sức khỏe suy yếu. Vì vậy, nghệ sĩ Thanh Điền và gia đình đã chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, ông và gia đình đang lo hậu sự cho bà. Tôi nhận tin bà xã ra đi khi đang đóng phim. Cô ấy vẫn cố chờ tôi về để gặp mặt lần cuối. Tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn quá đau đớn khi mất đi người vợ gắn bó và đầy yêu thương. Nghệ sĩ Thanh Điền nói. Trao đổi với chúng tôi, một người thân của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ cho biết mọi thứ diễn ra quá nhanh, gia đình đang bối rối. Hiện gia đình rối bời, nghệ sĩ Thanh Điền cùng con cái tập trung chu toàn hậu sự cho nghệ sĩ Kim Huệ. Người thân nói. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ sinh năm 1955. Bà được đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ cải lương tài danh của miền Nam. Tên tuổi của bà nổi bật vào thập niên 1970. Khi đó bà ra mắt ba bài tân cổ như Biển Tình, Yêu Lầm, Nhớ Người Yêu cùng với nghệ sĩ Minh Vương, được khán giả yêu thích. Đây là cột mốc mở đầu cho hàng loạt những bài tân cổ giao duyên các nghệ sĩ thực hiện sau này. Sau đó bà tiếp tục ghi dấu ấn khi đóng cặp cùng nghệ sĩ Thanh Tuấn trong vở Đường Gươm Nguyên Bá, kết hợp với nghệ sĩ Chí Tâm qua vở Chuyện Tình Lan và Điệp. Nữ nghệ sĩ và chồng cũng từng gây tiếng vang với vở Ngao Sò Ốc Hến. Về cuộc sống, bà kết hôn cùng nghệ sĩ Thanh Điền vào năm 1975. Cả hai là một trong những cặp nghệ sĩ sống hạnh phúc và gắn bó. Trước khi qua đời, bà từng tái ngộ nghệ sĩ Chí Tâm thực hiện vở Chuyện Tình Lan và Điệp tại nhà hát Bến Thành vào năm 2019. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.